Xin chào anh em đã tới với kênh chứng khoán SH. Vâng, thị trường quá khốc liệt phải không quý vị? Thật là dã man tàn bạo với cái thị trường chứng khoán Việt Nam. Vâng, quý vị cũng biết rằng là với cái đặc tính là thị trường chúng ta có 90% giá trị giao dịch đến từ nhà đầu tư cá nhân. Cho nên có những cái sự đặc tính rất là co giật, rất mạnh và nhiều khi mang một chút cái yếu tố về cơ bản. Anh em thấy khá là nhiều lúc mông lung đúng không ạ? Nhìn trông cái kiểu thị trường không còn ra cái thị trường chứng khoán nữa. Mọi cổ phiếu từ tốt cho tới xấu, kỳ vọng kinh doanh tốt hay không, giá thép lên hay giảm hay cái gì cũng không quan trọng nữa. Thị trường nó giảm là nó giảm hết sạch. Vâng, và chúng ta hãy cùng bình tĩnh. Bởi vì với cái đặc tính đấy thì cái thị trường chúng ta nó có những cách chơi rất là riêng. Và đó là lý do vì sao mình khuyên anh em là đừng đọc sách về chứng khoán. Nói chung là những cái sách của nước ngoài không áp được vào thị trường Việt Nam ở đâu. Không áp được vào. Và chúng ta sẽ tìm nhiều hơn vào những cái câu chuyện. Cái cách tiếp cận duy nhất với cái thị trường chứng khoán Việt Nam đó là chúng ta phải dựa vào các câu chuyện, không chỉ về kỹ thuật. Thật ra trong một số trường hợp thì cái câu chuyện về FA ấy, nó quan trọng hơn, thưa quý vị. Và trong những cái livestream gần đây thì Hà còn nói với mọi người rằng là chúng ta cần phải có sự hạ tỷ trọng sau khi đã xuất hiện cái cây nến đỏ dài thanh khoản cao, một cái cây nến cực kỳ xấu mang cái tính thảm họa mà chúng ta vẫn không bao giờ mong tới xuất hiện ở trên đồ thị của thị trường hay là những cái cổ phiếu mà quý vị đang nắm. Nhưng mà khi mà nó đã xuất hiện thì chúng ta phải hành động. Chúng ta không thể nào không tuân theo cái kỷ luật của chúng ta, những cái nguyên tắc hay còn gọi là bộ nguyên tắc của chúng ta. Xin thông báo với mọi người là vâng, ngày mai thì là giỗ tổ Hùng Vương. Chúng ta cảm thấy rất là muốn nhanh chóng có một phiên để mà với cái tâm lý là nhanh gỡ lại đúng không ạ? Anh em sau khi mà có những cái cổ phiếu bị giảm là rất muốn cái thị trường tiếp tục mở cửa để còn nhanh gỡ lại. Nhưng mà rất tiếc là ngày mai chúng ta sẽ có một cái phiên nghỉ ngơi, cân bằng lại cảm xúc. Quý vị hãy đi chơi và có những hoạt động thoát ly khỏi thị trường chứng khoán để cân bằng lại. Còn cái nhiệm vụ của người tư vấn thì Hà vẫn sẽ dành thời gian vào ngày mai để Hà cập nhật những cái thông tin nếu có trên các trang như là Zalo hay là Facebook. Trang anh em cứ Google, tìm ở trên Google về chứng khoán SH là mọi người sẽ ra tất cả những cái kênh của bọn mình, từ Facebook cho tới YouTube, Zalo. Vâng, và chúng ta thấy là sau đó thì từ ngày 27 cho tới ngày 30 thì sẽ là cái lịch nghỉ giải phóng miền Nam và quốc tế lao động, là mùng 1 nữa, và mùng 1 tháng 5 sẽ là một cái kỳ nghỉ nó cũng hơi dài đấy. Và cũng vì thế cho nên có một cái phần lý do nữa mà thị trường nó có những áp lực bán gần đây, và nhiều khi là cái bán trước khi cả có cái dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, giống như cái dịp nghỉ Tết âm ấy, thưa quý vị. Thì không phải là trước cái kỳ nghỉ đó là bắt đầu giảm mạnh, mà phải là trước của trước nữa. Có nghĩa là người ta có xu hướng là bán sớm, chứ không muốn gọi là bán cùng với cả đám đông vào cái lúc mà trước khi nghỉ lễ. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà mọi người lại cùng nghĩ về một hướng như vậy thì thực tế nó lại khác. Và nhiều khi những cái trước những cái ngày này nó lại có những cái biến động không phải là tiêu cực. Thì chúng ta sẽ phải theo dõi thêm. Đây là Hà xin nói trước với mọi người thôi. Chúng ta rút kinh nghiệm từ cái hồi mà trước Tết âm đấy, thì vẫn có một cái nhịp tăng trước một kỳ nghỉ dài. Và 7 giờ tối ngày hôm qua, để mà giúp cho mọi người lên được trước cái kế hoạch một cách rất là chủ động, chứ không phải là bất ngờ. Tránh cái trường hợp mà có những người họ bận, họ không đọc tin nhắn thì mình chắc cực kỳ sớm, là vào 7 giờ tối ngày hôm qua. Chắc hẳn là không có anh em nào lại đi ngủ vào lúc 7 giờ tối cả, cho nên thế nào mọi người cũng check Zalo và mọi người biết thông tin. Kế hoạch là nếu thị trường càng hồi thì chúng ta càng bán và đưa tỷ trọng tiền lên 70% tài sản, và chỉ giữ FPT, MWG và SHS. Và ngoài ra thì hôm nay bọn mình nói thẳng với anh em, bọn mình có mở mua với tỷ trọng là 10%, có nghĩa là cái tỷ trọng tiền nó rút xuống là 60%. Thì mình có mua một mã vào cuối phiên, cái lúc mà thị trường nó bán mạnh, mình thấy có một mã cực kỳ khỏe và có những cái kỳ vọng cho cái việc kết quả kinh doanh tăng trưởng, quan trọng là như vậy. Và nó còn có một phần được hưởng lợi khi giá đô đi lên. Chúng ta đang trong một cái thời thế mà giá đô nó đang đi lên như vậy, lên rất mạnh, vượt qua cả những cái mức gọi là sức chịu đựng của ngân hàng nhà nước. Thế thì chúng ta phải chọn những cổ phiếu, nếu như mà đã mua ấy, thì chúng ta nên có cái câu chuyện về tỷ giá nữa thì sẽ ổn hơn. Đấy, thì vào buổi sáng ngày hôm nay bọn mình bán vào những cái lúc nó hồi.
hồi xanh rất nhiều mã, đưa toàn bộ cái danh mục lên, đa số là tiền mặt. Đấy, anh em thấy tiền là 70% tổng tài sản, và cuối phiên thì bọn mình đưa cái tỷ trọng cổ lên là 40% tổng tài sản. Mua với cái tỷ trọng là 10% ít ít thôi, bởi vì nói chung là bắt giao rơi nó vẫn là hoạt động rủi ro. Nhưng mà thấy nó ngon quá, mình cũng không kiềm được lòng cho nên mình mua. Các câu hỏi của anh em Hà sẽ trả lời với mọi người, và anh em có thể đưa ra ý kiến của mọi người vào cái phần bình chọn. Thì hiện tại là đang có 41% anh em nói rằng là VN Index sẽ xuống tới vùng 1170 cho tới 1180. Và có 35% anh em cho rằng là sẽ thấp hơn thế. Và số ít là 23% thì anh em cho rằng hôm nay là đáy luôn rồi. Có nghĩa là chúng ta sau những cái đợt hoảng loạn vừa qua thì hôm nay chính thức là một cái đáy luôn. Và có thể là sẽ hồi luôn sau cái kỳ nghỉ dỗ tổ Hùng Vương. Thì chúng ta hãy cùng chờ xem là thực tế sẽ như thế nào. Và Hà cũng sẽ đưa ra với anh em những cái phân tích cụ thể. Dũng Nguyên có đặt một câu hỏi rất là hay. Vâng, về cái câu chuyện về Comagin. Lát nữa mình sẽ trả lời. Lát nữa mình sẽ có cái phần lịch sử tin nhắn của Zalo và sẽ nói mọi người về cái câu chuyện về Comagin sau. Sẽ lần lượt là từng phần đã anh em nhé. Chúng ta hãy cùng mà nói một chút về câu chuyện tình hình thị trường. Công Nguyễn bảo là tầm này chuồn là thượng sách. Vâng, còn khá nhiều anh em bắt đầu cảm thấy rất là tiêu cực rồi. Shop mẹ và bé bảo mai nghỉ rồi buồn quá, tài khoản không kịp tăng. Chúng ta hãy cùng đi vào câu chuyện về vĩ mô trước nhé. Đây là cái thông tin nó có thể sẽ mang cái tính chủ đạo. Trong cái phần công cụ theo dõi chắc anh em không có gì lạ nữa. Thì chúng ta sẽ xem một số cái vấn đề đặc biệt ở trong cái mục tiền tệ. Thì cái tỷ giá đô đồng ấy, thưa quý vị, nó vẫn cứ leo. Và nó leo lên những cái mức một cách bá đạo. Anh em thấy rằng cảm giác như nó tăng từng phút luôn. Đấy, anh em nhìn đây là cái khoảng thời gian rất là ngắn thôi. 17 tháng 4 đây. Nó vẫn cứ thế đi lên trong từng phút. Cái đô đồng này Hà có cập nhật với anh em vào buổi sáng ở trên Facebook ấy. Cách đây 5 giờ trước thì là 25.350. Thì bây giờ nó là 25.415. Vâng, tăng rất dã man. Buổi trưa thì là 25.380. Mình vẫn còn nhớ khá rõ bởi vì mình theo rất là sát cái tình hình đô đồng. Thì thật ra là với cái tình hình mà ngân hàng nhà nước họ còn bơm mạnh trong ngày hôm qua thì không có gì lạ khi mà đô đồng nó vẫn đi lên. Cái điều này Hà đã có chia sẻ với mọi người ở trong cái phần livestream hôm qua. Đô thì đi lên và ngân hàng nhà nước thì vẫn bơm dòng trong ngày hôm qua. Thì rõ ràng là tỷ giá nó phải tăng và có vẻ như là ngân hàng nhà nước họ đang tạm thời thả nổi với những cái chính sách cực kỳ khó hiểu lúc này. Hôm qua thì có cái tin đồn rằng là ngân hàng nhà nước họ sẽ bán đô. Bây giờ chưa có thông tin chính thức. Đấy, hôm qua có tin đồn. Mình nghĩ là tại cái vùng này có lẽ sẽ cần phải có những cái biện pháp mạnh tay hơn để hút tiền, ổn định tỷ giá. Còn nếu như bây giờ mà cứ để cái tình trạng như hiện tại thì quý vị sẽ phải đối chọi với cái vấn đề lạm phát quay trở lại. Doanh nghiệp thì có thêm thời gian để phục hồi với cái mức lãi suất thấp, nhưng lạm phát sẽ dần quay trở lại. Đó là một điều không tốt và có sự ảnh hưởng tới sóng thần. Quý vị biết rằng là chúng ta cần cái sự hài hòa giữa sự phục hồi của doanh nghiệp lẫn tình hình lạm phát cần được kiểm soát. Thật ra thì tới thời điểm hiện tại là cái tình hình lạm phát chúng ta cũng như cái tỷ giá nó đang ở cái mức có thể coi là một cái mức tối đa để có thể chịu được của nền kinh tế. Lạm phát đặt ở cái mục tiêu là khoảng tăng 2-3% trong năm nay. Cũng như là cái mốc hiện tại ấy, của đô la cũng chính là cái mức mà ngân hàng nước họ cũng mong muốn là làm chỉ tới đây thôi, khoảng 25.400 thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ hơi vượt quá rồi đấy, là 25.415 rồi đấy. Mọi thứ đang khá là căng. Và chúng ta nên có được cái tỷ trọng một cách vừa phải. Vâng. Chứng khoán Việt Nam thì nó có những cái yếu tố phải nói rằng là hơi mang tính cơ bản.
chúng ta phải công nhận với nhau điều đấy, hơi mang tính một chút cờ bạc, nhưng cái phần câu chuyện nó cũng có chiếm một cái tỷ trọng kha khá, chứ không phải hoàn toàn đây là một cái cờ bạc thuần túy. Chúng ta nhìn thẳng vấn đề là như vậy. Ở cái chuyện là tỷ giá nó lên như thế này thì thị trường nó giảm mạnh là nó hoàn toàn có cái lý do, chẳng qua nó giảm một cái mức nó khốc liệt quá mà nhiều người không ngờ tới, và nó không có một cái nhịp hồi gọi là ra hồn cho mọi người hạ tỷ trọng, đúng không ạ? Cho nên mặc dù là có thể mọi người bị ăn cả một cây sàn, nhưng quý vị vẫn buộc phải tuân theo cái kỷ luật. Trên thị trường Việt Nam các bạn phải cực kỳ quan trọng cái kỷ luật, nếu không là chúng ta có thể bị trả giá với những cái cây nó giảm dã man như này. Kể cả quý vị đã dính một cái cây sàn như này, nó hồi lại, đấy, quý vị thấy là hôm qua nó cũng hồi một tí, sáng nay hồi một tí, chúng ta vẫn coi đấy là phải là nhịp hồi và phải hạ luôn. Kỷ luật nó phải sắt đá như vậy, chứ quý vị mà cứ mong nó cứ phải hồi lại về gần MA20 cho quý vị bán thì rất khó. Hôm qua nó có một chút hồi ấy, là bởi vì nó chạm vào cái Fibo 0.5. Cái này chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng nhiều hơn trong thời gian tới quý vị nhé. Cái Fibo ấy, nó sẽ đánh giá những cái mức hỗ trợ dựa trên cái nhịp đã tăng trước đó. Thì hiện tại là chúng ta đã về tới vùng Fibo 0.5 theo giá đóng cửa ngày hôm nay. Tại đây cũng có thể coi là một hỗ trợ rồi. Và vùng 0.5 cho tới vùng 0.618 sẽ là những cái vùng hỗ trợ mạnh. Đây sẽ là những vùng hỗ trợ mạnh thưa quý vị. Đấy, cho nên đây là một chút oxy dành cho anh em, mặc dù cái tỷ trọng tiền mặt của bọn mình đang khá cao, nhưng tuy nhiên bọn mình vẫn sẽ cung cấp một số những cái oxy, chứ không phải lúc nào cũng cung cấp CO2 lại làm cho quý vị ngạt thở mất. Đấy, hiện tại là Việt Nam đang phải đứng trước hai ngã rẽ: một, lạm phát và hỗ trợ doanh nghiệp với lãi suất thấp; hai, giảm lạm phát nhưng sẽ không hỗ trợ doanh nghiệp khi mà lãi suất sẽ cao lên. Và hiện tại mọi thứ đang theo cái câu chuyện là lạm phát đang cứ để thả lỏng, doanh nghiệp thì đang được hưởng lợi với mức lãi suất thấp trong ngắn hạn. Thì chúng ta cùng kỳ vọng rằng là mọi thứ nó sẽ ôn hòa hơn, chứ bây giờ thì hơi ghê ở cái phần lạm phát này. Và hiện tại thì đang có 342 anh em đang theo dõi video. Chiến Ngô bảo cầm tiền đi à? Hay là cầm đồ? Người anh em bảo cầm đi chuẩn bị tiền múc thêm. Cầm gì vậy? Người anh em sắp đỉnh bảo là bán chưa? Chiến Ngô bảo người ta bán thì bán từ lúc 1274 rồi, giờ xuống 1190 còn bán gì nữa? Cố chịu 90 điểm nữa đi anh em. Người anh em này vẫn mong rằng thị trường giảm tiếp 90 điểm. Nga Lê có bảo mình nghĩ khi nào đô đỉnh thì Việt Nam mới đáy được. Có khả năng, tuy nhiên thì quý vị sẽ phải đánh giá rằng có một số các mã có thể đi ngược được. Mình cho rằng một số mã có thể đi ngược được trong thời gian tới, mặc dù là rất ít đấy, nhưng mà quý vị dùng FA thì quý vị sẽ tìm ra được. Cộng thêm với cả một số trường hợp mà rơi vào vùng qua bán, bọn mình đã từng chiến đấu kể cả trong những tình trạng cực kỳ khắc nghiệt của thị trường, thì có một số cái trường hợp mà các bạn thích cái kiểu rủi ro ấy, thì các bạn có thể đánh một số những cái vùng gọi là qua bán. Ví dụ như ở đây anh em thấy rằng 31 tháng 10 RSI nó vào vùng quá bán nên có một nhịp hồi này. Hay ở đây quý vị thấy RSI cũng vào vùng quá bán đúng không ạ? Sau đó nó cũng có một nhịp hồi T cộng. Hay ở đây quý vị thấy rằng là nó cũng đủ T cộng cho quý vị. Rất nhiều những cái nhịp quá bán thì quý vị có thể đánh, nhưng đó là những cái hành động cực kỳ rủi ro và dành cho những người lướt cực kỳ nhanh, có thời gian bám bảng. Cộng thêm với cái việc phân tích FA phải rất là sâu để các bạn tìm ra được những con nào nó là thực sự gọi là tinh túy, gọi là đại cát tìm vàng, chứ các bạn phải tìm ra được vàng một cách rất là khó. Vâng, nói tới cát chúng ta nghĩ tới biển. Gần đây đang có sự huy động ra biển để tìm kho báu của bà Lan. Anh em có tham dự không ạ? Anh em là bơi giỏi không ạ? Bạn A Máy có bảo là tin nhạy cảm hôm nay ra rồi à? Mình nghĩ chuẩn bị bắt đáy, người anh em có thể chia sẻ được không? Nếu như mà tin nó ra rồi thì anh em có thể gửi cái đường link. Anh em có thể gửi cái đường link đến như tin nhạy cảm đã ra rồi. Gần đây thị trường chịu những sức ép về tin đồn mà mình đã nhiều lần chia sẻ trong các livestream trước. Thì nếu như tin đó ra thì nó cũng sẽ là một cái nhẹ nợ cho các nhà đầu tư. Tuấn Anh bảo là thấp hơn 1175 xếp ạ.
VMA200 thì dễ đoán quá. Đây là câu chuyện của Tuấn Anh. Chúng ta thấy rằng là VN-Index cũng đang đi dần tới MA200. Người anh em đấy, Tuấn Anh nghĩ rằng là sẽ đâm thủng MA200. Có hai trường hợp khó đoán. Thứ nhất là đâm thủng cái đường MA200. Thứ hai đó là chưa tới MA200 đã hồi. Đấy, thị trường nó hay rất là quái, nhiều lúc nó không chạm tới những cái vùng hỗ trợ nó đã bật lại. Hoặc nhiều người nghĩ rằng là tới vùng hỗ trợ thì bật, nhưng cuối cùng nó xuyên qua. Thị trường nó vẫn luôn vận hành theo những cái chiều hướng là nó sẽ hơi đi ngược lại với đám đông. Ví dụ như tại cái trường hợp mà hôm 30 tháng 5 nghĩ rằng chạm tới kháng cự mạnh MA200 thì sẽ rung lắc mạnh. Nhưng ở đây thị trường bứt lên một cách nhẹ nhàng luôn. Và chúng ta hãy cùng xem những cái lần va chạm MA200 hay lần này tưởng tới MA200 hồi thì nó đâm xuyên luôn. Cho nên cái MA200 này thật ra nó chỉ là một cái mang ra để làm trò đùa và nói là có những cái câu chuyện về mặt kỹ thuật, sau đó nhà tạo lập hoàn toàn có thể sử dụng để lừa quý vị. Có lẽ cái câu chuyện là hiện tại lúc này đang rất là cần phải quan sát được cái tình hình giá đô. Vâng, cũng chưa hiểu ngân hàng nhà nước đã làm gì khi mà ngày hôm qua họ còn bơm dòng qua kênh tín phiếu. Trong phần là tín phiếu quý vị hãy cập nhật. Đấy thì ngày hôm nay vâng thưa quý vị, ngân hàng nhà nước vẫn bơm tiền. Rất kỳ lạ, vâng, vẫn bơm và hút chỉ có 5.500. Vẫn bơm thưa quý vị. Không phải mà hút ở đây như vậy là hút 5.500. Mua là 5.600. Vẫn là bơm dòng. Mình chưa hiểu. Vẫn đang bơm, và với cái tình trạng bơm như thế thì đô có khả năng vẫn đi lên. Cái khoản này còn cộng thêm với cái khoản mà gọi là những khoản tín phiếu đáo hạn. Lợi suất trái phiếu 10 năm Hoa Kỳ vẫn đang đi dựng ngược lên. Và điều này có thể làm cho Fed họ càng diều hâu hơn, bởi vì cho rằng lạm phát vẫn đang đi lên. Cái tín phiếu gọi là trái phiếu này, cái lợi suất trái phiếu này nó nói lên cái chuyện lạm phát. Anh em thể hiểu đơn giản, nó càng đi lên nó càng thể hiện rằng là có câu chuyện có khả năng là lạm phát, nhà đầu tư họ đang kỳ vọng điều đấy. Chiến Ngô bảo các kênh đã hô bán đâu mà cô margin. Thế là có mỗi kênh của Hà hô anh em Hà tỷ trọng hôm nay hả anh em? Nếu như anh em thấy rằng là có nhiều room hô hạ tỷ trọng trong ngày hôm nay thì mọi người có thể bấm số 1. Còn nếu như anh em thấy rằng không hạ tỷ trọng trong ngày hôm nay, các room mà anh em theo dõi không hạ thì mọi người bấm số 2 ạ. Mọi người hãy cùng nhau đoàn kết lại và chúng ta sẽ đưa ra những cái thông số giúp Hà để Hà có thêm nguồn để phân tích. Và ngoài ra thì bọn mình cũng sẽ theo dõi rất là sát những cái vấn đề về call margin. Vâng, thường một số những cái đợt bán mạnh của thị trường sẽ kết thúc khi xảy ra cơn lốc về call margin. Đó là những cái điều mà không ai mong muốn, nó mang cái sự khốc liệt, nó mang cái sự thảm sát. Nhưng mà rất tiếc, cái điều mà chúng ta đang đứng trước có khả năng là sẽ phải chờ khi có call margin, rồi sau đó thị trường mới có thể chính thức tạo cái đáy ngắn hạn. Vâng, cũng đã có rất nhiều các anh em đưa ra cái bình chọn. Diệp Chi Mi, Đại Trần có bảo là hôm nay họ cũng hạ. Thị Thạ Phạm, rồi là Tá Điền, Hảo Nguyễn cũng bảo hạ. Bạn Xoan thì bảo là không hạ. Thiện Nhân thì bảo không. Thủy Nguyễn bảo không hạ. Ok, như vậy là hôm nay cũng khá nhiều room hạ rồi. Không biết là họ hạ được cái lúc mà tốt hay không. Còn rõ ràng là cái vùng giá tốt nhất để hạ là lúc buổi sáng của cái nhịp hồi ấy. Đây là mình đang nói về cái câu chuyện hồi lại, thì hạ khi nào thì hồi vào buổi sáng là có những cái mức giá đẹp nhất. Tuy nhiên Hà thấy có một số các cổ phiếu thì nó hồi lại. Nó hồi lại theo cái kiểu khá đẹp. Và đến buổi chiều nó hồi mạnh hơn so với cả buổi sáng. Đấy, đó là một trong số những cổ phiếu Hà mua ngày hôm nay. Và hôm nay mình còn điên mình mở mua. Trước mắt thì mình mua bắt đáy cho nên mua tỷ trọng thấp thôi.
Bạn Mr. Lưu bảo 10 room thì 11 room hô là cứ hồi là sút. Vâng, như vậy rất tốt thưa quý vị. Như vậy thì chiều nay mình mua cũng có cái cớ. Chiều nay mình mua 10% tài khoản. Hôm nay chúng ta thấy rằng là thanh khoản đã có sự giảm rất mạnh vào cái lúc hồi. Đây là một cái điều mà chúng ta cần phải đánh giá. Thanh khoản, đây anh em thấy này. Về sau ấy thì thanh khoản có sự chênh lệch rất là lớn, nhưng mà từ đầu phiên thì quý vị đã thấy được cái manh nha của cái việc đấy rồi. Lúc thị trường hồi, thanh khoản đã ít hơn so với cả trước đó. Nhưng cái áp lực bán Hà đang cảm thấy rằng là cũng đang giảm đi anh em nhé, so với cả những cái lần trước đó, cho những so với cả cái phiên hôm qua. Bởi vì anh em biết rằng đây là cái lúc mà thị trường bắt đầu bán tháo, nhưng thanh khoản nó không tăng quá nhiều. Anh em nhìn cái khoảng cách giữa đường màu xanh và đường màu vàng được duy trì so với cả khoảng cách của buổi sáng. Nếu như cái khoảng cách này bị thu hẹp lại, có nghĩa là cái thanh khoản nó tăng lên. Để ví dụ như đường màu vàng nó ở đây này, thì chứng tỏ rằng là áp lực bán rất là mạnh, và áp lực bán, cái thanh khoản nó tăng lên vào lúc bán, chứ nó không tăng lên vào lúc mua. Thì Hà Lan thấy rằng là có thêm một chút oxy nữa, đó chính là cầu thì cũng thấp nhưng mà cung thì cũng giảm. Vâng, cung cũng đã giảm rất mạnh rồi đấy quý vị ạ. Có thể trong thời gian sắp tới quý vị sẽ thấy là nhịp hồi dựa trên một số những phân tích như vậy. Tất nhiên những cái biến động mang tính ngắn hạn nó sẽ dành cho các ông thầy bói xem voi. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ đưa ra các dự đoán của mình dựa trên các phân tích để anh em có thể đánh giá. Thế thì khả năng là vẫn là có khả năng xảy ra nhịp hồi trong những cái phiên tới. Tuy nhiên thì quý vị có thể chưa có được ngay một cái đáy uy tín, và có thể chưa có được, mà nó sẽ thỉnh thoảng có những cái nhịp hồi có thể đủ tê cho quý vị. Lưu bảo giảm không ai chịu mua. Chiến Ngô bảo người nào phân bổ tiền tốt thì bây giờ người ta mua. Ok, Lưu bảo Hà mua hôm nay chắc vẫn ăn ở T+3, thậm chí T+5, nhưng T+10 thì không chắc. Mình có những câu chuyện rất là dị người anh em ạ. Mình có câu chuyện không chỉ về kỹ thuật mà còn cả về cơ bản nữa của một cổ phiếu hôm nay mình mua. Và chắc anh em rất hồi hộp đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng xem lại ông Hà đã làm gì trong phiên ngày hôm nay. Hôm nay khi mà mình thấy rằng là có cái câu chuyện về tỷ giá trung tâm. Đây là tỷ giá trung tâm nhé, chứ không phải tỷ giá tự do anh em nhé. Đó không phải là cái đô tự do đâu. Tỷ giá trung tâm để đưa ra những cái giao dịch của ngân hàng nhà nước. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là 24,231 đã tăng hơn so với cả 24.1 bao nhiêu ấy. Hôm qua mình chỉ nhớ là cái đầu nó là 1, còn hôm nay đầu nó là 2. Tỷ giá trung tâm vẫn tăng so với cả ngày liền trước. Thì Hà có một cái quan điểm đó là vẫn giữ nguyên. Một cái quan điểm mà Hà gọi là giữ nguyên cái quan điểm xuyên suốt ấy, đó là chúng ta tiếp tục hạ tỷ trọng, không phải giữ nguyên cổ đâu anh em nhé, mà đây là bọn mình giữ nguyên cái quan điểm đó là tiếp tục hạ tỷ trọng so với cả tối ngày hôm qua mình có nói. Thì chỉ giữ hai cổ phiếu dài hạn là FPT, MWG. Cổ phiếu Sơn Hà Stock thì kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 1. Vâng, mặc dù cái cổ phiếu này thì là cổ phiếu chứng khoán và nó rõ ràng không được hưởng lợi từ cái vấn đề tỷ giá tăng. Tuy nhiên mình đã kỳ vọng khá nhiều kết quả kinh doanh quý 1, vì vậy đây là một cổ phiếu mang tính đặc thù và một cái ngoại lệ, mình vẫn sẽ giữ cái cổ phiếu này. Nhưng mà cộng tổng tất cả các cổ phiếu lại thì bọn mình vẫn ở cái mức là tỷ trọng tiền phải là 70% tổng tài sản, nghĩa là cộng tất cả các tỷ trọng cổ lại nó chỉ là 30%. Đấy, sáng nay nó như vậy. Hôm nay thị trường hồi là do kéo banh vào cuối phiên, điều đó không đúng bản chất. Đấy, hôm qua thị trường hồi do kéo banh thôi, anh em thấy cũng loanh quanh ATC là tự nhiên kéo mấy ông ngân hàng lên. Nhiều anh em nghĩ rằng là đấy là nền rút chân đẹp. Đấy, nhà tạo lập họ có rất nhiều chiêu để lừa anh em. Chỉ cần làm một cái quả hồi hồi này làm cho anh em tưởng là đây là đáy, la vào mua. Mình nghĩ là hôm qua sẽ có khá nhiều anh em mua đấy. Và khi mà mọi người thấy rằng là hôm nay hồi không tốt thì rất nhiều người đã biết rằng là cái đội bắt đáy nhiều khả năng là lành ít, giữ nhiều.
Và vì vậy cho nên cái áp lực cung nó đã xảy ra vào buổi sáng, khi mà cuối phiên sáng mọi người đã thấy có những lệnh bán ra rồi, bởi vì họ đã biết là những người bắt đáy họ lỗ rồi, lỗ là sẽ cắt, lãi còn may ra còn còn gồng chứ lỗ là chắc là cắt. Thế là mọi người đã bán trước, thời gian từ buổi sáng đã manh nha cái vấn đề rủi ro của phiên chiều rồi. Hà vẫn bỏ ngỏ có khả năng ngân hàng nhà nước sẽ dùng công cụ hút tiền mạnh mẽ hơn, đó là bán đô. Tất cả các thông số quan trọng về tài chính anh em có thể xem tại cái công cụ theo dõi trên chứng khoán SH. Đấy là một cái công cụ anh em sẽ cần phải sử dụng rất nhiều trong thời gian gần đây. Và bọn mình đều đưa ra những cái chỉ số và giá mà mọi người có thể vào xem được chứ không bị các nhà mạng chặn. Để mọi người cứ vào mà xem. Chứ bây giờ có một số trang, bởi vì thật ra nó bắt nguồn từ bên tiền ảo. Có vẻ như là nhà nước cũng không thích gọi là đầu cơ rồi tiền ảo nhiều, cho nên một số nhà mạng là họ chặn cái bên web cung cấp những cái thông tin liên quan đến tiền ảo, ví dụ kiểu tỷ giá hay là xem đồng coin nọ coin kia. Mọi người tận dụng nhịp hồi nhiều mã đang xanh để hạ tỷ trọng, mình nhắc đi nhắc lại về cái chuyện này. Hy vọng là mọi người đều đã có sự hạ tỷ trọng vào cái lúc buổi sáng, lúc mà thị trường nó hồi. Thứ nhất là bọn mình đã có nói với mọi người vào 7 giờ ngày hôm qua. Trên livestream cũng nói về câu chuyện hạ tỷ trọng trong hai cái livestream gần đây. Sau đó bọn mình tiếp tục buổi sáng hôm nay liên tục bảo mọi người hạ tỷ trọng tiếp đi. Giá đô nó vẫn cứ thế nó đi lên tầng tầng, đang phi lên mặt trăng. Vâng, các anh em khóc vì rất buồn về cái câu chuyện đô đồng, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận là không thể lúc nào chúng ta cũng kiếm tiền. Có những lúc chúng ta phải bảo vệ những cái đồng tiền xương máu chúng ta kiếm được. Quý vị đã mất rất nhiều công sức, thời gian để kiếm được những đồng tiền, các bạn cần phải trân trọng nó và hãy kỷ luật, đừng để mất nhiều. Với câu chuyện tỷ giá như vậy thì gần như chắc chắn Tây sẽ tiếp tục bán ròng. Đô nhiều mà nó cứ tăng lên như này thì Tây họ mang về nước họ chứ còn gì nữa anh em. Đấy là logic, đấy là điều mà ắt phải xảy ra. Hôm nay Hà thấy thanh khoản nó có sự sụt giảm rất nhiều so với cả phiên liền trước. Chiều nay lượng hàng mua thêm Nam Kim về tài khoản. Vâng. Nam Kim sáng nay xanh rất là tốt thưa quý vị. Hôm nay chúng ta thấy rằng là câu chuyện giá thép ấy. Thép sáng nay tăng 3%, bây giờ còn tăng 1,86%, nhưng mà anh em thấy thép tăng dựng đứng. Đấy, giá thép như thế này mà cổ phiếu thép nó chỉ xanh nhẹ được vào buổi sáng và còn đỏ vào phiên buổi chiều, anh em thấy nó khốc liệt như thế nào. Hà đã khuyến nghị mọi người hạ tỷ trọng ở vùng giá tốt và thông báo với từ rất sớm rồi. Mình thì mình không bán nó đúng đỉnh đâu anh em ạ, mình chỉ phản ứng thôi. Mình thì mình không đoán, mình không bao giờ đoán, mình là người hành động. Khi có cái chỉ báo thì mình bắt đầu sẽ hành động. Cho nên anh em thấy là mình quay xe rất là nhanh từ cái câu chuyện là có thể nói với mọi người về câu chuyện sóng thần, nhưng mà khi mà đã thấy cái dấu hiệu xấu và tỷ giá liên tục tăng vượt qua cái ngưỡng gọi là chịu đựng của SBB thì bọn mình phải thay đổi quan điểm ngay rất là nhanh. Cái sóng thần có thể sẽ ở phần đằng sau, có thể là nó vẫn còn ấy, nhưng mà chưa thể bắt đầu tiếp diễn được ngay lúc này, bởi vì có những cái làn gió ngược. Gió ngược thì nó làm sóng nó cũng không thể nào có thể lên cao được thưa quý vị. 25385 tỷ giá vẫn đang tiếp tục leo lên trong ngày. Thị trường có thể sẽ cần tới cơn lốc Comagin để kết thúc đợt giảm này. Vâng. Và đây là cái dự đoán của mình, thị trường có khả năng sẽ có cái cơn lốc Comagin. Đây là một điều sẽ không hay lắm thưa quý vị, nhưng chúng ta sẽ phải chấp nhận là với cái diễn biến như thế này và với cái việc mà người tư vấn phải nói những cái điều nó thật mặc dù có thể gây buồn, nhưng chúng ta sẽ phải đối chọi với cái cơn lốc Comagin. Bởi vì thường là khi đó cái áp lực cung sẽ giảm cực kỳ mạnh. Và nhiều khi nhà tạo lập cũng chỉ mong chờ cái điều đấy, hay các đội lái cũng chỉ mong chờ cái điều đấy thưa quý vị. Mr. Tom bảo nay vùng bán giải chấp rồi. Vâng, có thể có một số mã bắt đầu đi vào cơn lốc về giải chấp, bán giải chấp rồi thưa quý vị. Hôm nay là bắt đầu, hôm nay là bắt đầu nhưng mà chưa mạnh. Đây là dự đoán của mình. Anh em nên biết rằng là ví dụ như là ở một số công ty chứng khoán thì nếu như các bạn full margin 1-1 thì cổ phiếu sẽ giảm tầm khoảng 23 cho tới 25% thì các bạn sẽ bị cảnh báo.
hoặc xử lý luôn. Bây giờ chúng ta cứ xếp cảnh báo với xử lý, nó là một đi, có nghĩa là bị bán giải chấp luôn ấy. Bán giải chấp hoặc là bị gọi là thông báo, cái này tùy vào từng công ty, nhưng mà chúng ta đánh giá cái sự nguy hiểm là bắt đầu khi các cổ phiếu nó rơi tầm khoảng 23-25%. Còn thông số cụ thể thì mình có rất nhiều các nguồn khác nhau thì mình sẽ cung cấp trên nhóm Zalo. Xin lỗi là mình sẽ không thể đăng một cách quá là rộng rãi vì cái này không hay lắm. Mình sẽ đăng với các anh em ở trên nhóm Zalo của Hà. Nếu như anh em muốn thử nghiệm và cập nhật những cái khoảng thời gian để mua cũng như các thông tin cần thiết trong giai đoạn này, anh em có thể liên hệ số điện thoại Zalo ở bên dưới video. Các điều kiện tham gia nhóm bọn mình là cực kỳ đơn giản để mọi người thể tiếp cận những cái thông tin. Đấy, không biết là tư vấn như nào nhưng mà trước mắt là quý vị sẽ được tiếp cận những cái thông tin mới. VGS bọn mình đã mua 26.9, có lúc thì hôm nay lên buổi sáng ngày hôm nay 28 mấy, nhưng bọn mình không chốt bởi vì Hà kỳ vọng vào câu chuyện giá thép nó đi lên mạnh. Nhưng mà rất đáng tiếc khi mà VGS nó không chống lại được cái thị trường xấu, cho nên mình cũng phải chốt luôn 27.6. thôi, dù sao thì cũng có lãi còn đỡ hơn. Còn VGS phải nói rằng đợt vừa qua nó cũng rất là khỏe khi mà nó đã đi ngược được thị trường và nó đi lên được. Đấy, thì mình kỳ vọng những cái cổ phiếu khỏe như thế nó có thể đi ngược được, nhưng rất tiếc là ngày hôm nay nó cũng bị chịu cái áp lực của thị trường cho nên nó bị giảm xuống, nhưng mà chưa thủng MA20. Nhưng mà thôi, mình cứ hạ đi, mua 26.9 bán 27.6 để có cái tiền để mà cơ cấu mua một cổ phiếu khác, sắp tới anh em sẽ biết. Và theo anh em hôm nay Hà sẽ mua lộ luôn còn đâu nữa. Ở đây nhìn anh em nhìn thấy luôn rồi. Vâng, bọn mình mua với cổ phiếu I Don't Care, một trong số những cổ phiếu mà Hà rất yêu thích. Bởi vì hôm nay ấy, không phải là chỉ vì những cái vấn đề Hà đã từng nói với anh em về FA, mà hôm nay Hà để ý những cái lúc thị trường bán tháo, IDC nó còn xanh, cực kỳ khỏe thưa quý vị. Và hôm nay nếu như mà quý vị nhìn vào đoạn cuối phiên này, 98.500 cổ phiếu được đặt mua ở giá tham chiếu. Hôm nay chẳng qua là có một cái chút áp lực thì nó mới về được tham chiếu thôi, chứ với cái lượng đặt mua như này, đây không phải cái lượng kê đâu anh em nhé. Tới ATC mà vẫn còn lệnh ở đây, có nghĩa là lệnh muốn mua thật, muốn mua thật chứ không phải là kê. Kê nghĩa là họ để đấy tạm thời thôi, rồi sau đó có thể hủy. Nhưng mà anh em biết rằng là không thể hủy được trong phiên ATC, cho nên ở đây đấy là cái lệnh thật. Và như vậy thì chúng ta thấy có lực cầu khá nhiều. Anh em nhìn lệnh kê dưới này, 36.000, 48.000, 98.000, nó cao hơn rất nhiều. Bên trên nó chỉ mỏng tầm 6.000, 28, 18. Đấy, cho nên là mình đang kỳ vọng khá nhiều ở IDC. Và mình kỳ vọng là quý 1 này IDC sẽ có cái kết quả kinh doanh ấn tượng, có thể bỏ ngỏ là tăng trưởng bằng lần, thưa quý vị. IDC nhé, hãy cùng kiểm chứng. Và tất nhiên khi có kết quả kinh doanh IDC, Hà sẽ cập nhật với anh em ở trên trang fanpage cũng như là trên nhóm Zalo. Hà sẽ cung cấp ngay với anh em và nhiều khả năng là sẽ rất tốt ở quý 1 này. Đấy, có một số cái thông tin được hé lộ cho nên IDC là mới có thể khỏe được trong cái dòng bất động sản khu công nghiệp. Hôm nay trước ATC có một cổ phiếu khá khỏe, cũng mang một cái đặc điểm chung với cả IDC, đó là cổ phiếu hưởng lợi tỷ giá. Thì VHC cuối cùng lại bị đỏ trong cái phiên ngày hôm nay. Vậy mà còn IDC không những nó xanh, nó tham chiếu được mà nó còn có lệnh kê mua ở bên dưới rất nhiều, chứng tỏ nó có một câu chuyện gì đấy. Cho nên mình phá lệ và mình bắt giao rơi. Anh em biết rằng là rất ít khi mình bắt giao rơi, nhưng mà dù sao thì nó cũng sắp tới vùng quá bán. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là nó thể hiện cái độ khỏe quá, cho nên mình ngừa ngay chân tay thôi, mình cũng mua bắt giao rơi. Vâng, thì cũng tạm thời gọi là lỗ highlight. Mình mua 54.7, lỗ tí 54.5, không sao cả, mình thấy được cái độ khỏe của nó rồi. ATC hôm nay dập cũng khốc liệt đấy, thế mà nó giữ được tham chiếu quá khỏe. Như vậy tỷ trọng cổ thì bọn mình được đưa lên 40% tài khoản anh em nhé. Bọn mình đã liên tục hạ tỷ trọng trong thời gian vừa qua. Đấy, thì bây giờ có lượng tiền thì mình có thể canh mua. Thì trước mắt là mua trước tầm 10% gọi là có tỷ trọng đã với IDC. Đây là một cổ phiếu Hà đánh giá là mình cảm thấy mua, cảm thấy tự tin về đây, với hàng ruột. Vừa qua thì cũng có sự hạ tỷ trọng nhưng mà thấy nó khỏe quá, phải mua ngay. Tranh Tử bảo IDC nay khỏe nhất dòng. SHC thì hồi khỏe hơn nhưng nó giảm sâu hơn. Vâng, cái biên độ giảm của SHC là hơi ghê. Chúng ta nhìn SHC nó tạo thành cái dâu ở đây hơi nhiều, hơi dài. Và IDC thì cũng có, nhưng mà nói chung là cái gọi là theo trị tuyệt đối thì IDC nó không bị sụt nhiều như kiểu con SHC. Còn IDC thì nó chỉ là sụt tầm khoảng 1%, nhưng mà con SHC này có những lúc là nó tăng được khoảng 4%, bây giờ nó tụt xuống 1,82%. Cái biên độ tụt của nó kinh hơn.
Nhưng mà dù sao thì nó vẫn là những cái hàng đấy, anh em thấy những cái hàng bọn mình từng tư vấn anh em đều là những cái hàng tuyển, nó có cái mức độ giảm ít hơn so với cả nhiều mã khác trên thị trường, cho nên nó rơi, mình không muốn chiêm lợn đấy, nhiều mã nó rơi be bét luôn, tăng thì không được bao nhiêu mà giảm thì giảm be bét. Ví dụ như ở đây chắc ít anh em lại nắm thôi, bởi vì mình cũng chiêm lợn nhiều rồi. VND anh em thấy cả đợt vừa qua chả tăng được gì cả, nhưng mà bị dính cái thông tin của hacker, cái vụ gọi là rủi ro, cũng gọi là đen với VND, họ cũng phải đối diện với cái chuyện mất thị phần ấy. Thì sau đó cổ phiếu rất yếu và nó đâm xuống bên dưới cả cái vùng nền tích lũy trước của đó của nó, thì những dạng cổ này mới dã man. Và hiện tại nó có 523 anh em đang theo dõi video. Mình đang cố gắng khuyên anh em cũng như là để cho mọi người quản trị rủi ro hết mức có thể rồi. Anh em có thể ấn nút đăng ký kênh hoặc ấn nút like để liên tục cập nhật những cái thông tin mới nhất. Thật ra thưa mọi người là nếu như mà không có những cái thông tin bất ngờ liên quan tới những cái tin đồn nọ kia cộng thêm với cả cái vấn đề đô tăng ấy, thì những cái xác suất tư vấn của Hà nó đã ở cái mức khá là ổn rồi. Chỉ có một cái quả mang tính gọi là bất ngờ thôi. Nhưng bọn mình cũng nhanh chóng ngay lập tức phải hành động ngay. Đấy thì mong quý vị cũng hãy thông cảm. Có những cái thứ nó không lường trước được, quan trọng là khi nó xảy ra thì chúng ta hành động như thế nào. Mình cũng không thể đúng mãi được. Đấy thì rất đáng tiếc là đợt vừa qua thì với VN-Index thì chúng ta cũng bị dính một cái cây này. Là người tư vấn thì mình sẽ không bao giờ giấu giếm những cái mà có thể nói rằng là sai, vâng, không thể chối được. Như vậy là sai rồi. Về cái câu chuyện thứ nhất là tỷ giá đã tăng quá nhiều, thứ hai đó là cái tin đồn nọ kia nó hơi mang tính khách quan, nhưng mà sau khi có những này thì nhịp hồi lên một cái hồi hồi một chút là bọn mình phải bán hạ một cách mạnh mẽ luôn. Nhiều người cứ hỏi là em ơi thị trường có tin gì xấu à, sao 7 giờ tối ngày hôm qua lại nhắn như kiểu vội vàng thế, bởi vì muốn tất cả mọi người đều cùng đọc một tin nhắn. Phước Hoàng bạn có khá là chim lợn với cổ phiếu I don't care, bạn bảo là gì rồi cũng thủng hết thôi, rồi cũng sẽ đến lượt. Vâng, chúng ta cùng chờ thêm xem I don't care có bị thủng không nhé. Nhưng mà anh em nên lưu ý rằng là cái nhóm bất động sản khu công nghiệp ấy là một trong số những nhóm được hưởng lợi khi họ niêm yết cái giá bán ở dưới dạng là giá đô. Và ngoài ra thì mình có nghe được là IDC có khả năng chia cổ tức bằng tiền với tỷ trọng là 40%. Cái cổ tức bằng tiền ấy, ở đây mình xin được đưa ra với mọi người, thì cổ tức bằng tiền nó là cái loại cổ tức giá trị nhất. Vì sao? Vì nó giảm cái P/E xuống. Cổ tức bằng cổ phiếu nó đơn giản là từ một miếng bánh cắt thành nhiều miếng nhỏ, nhưng cổ tức bằng tiền nó là khác. Có nghĩa là ngoài cái miếng bánh đó thì quý vị còn thêm được một giá trị nữa. Quý vị biết rằng là mặc dù là cái giá cổ phiếu đã bị điều chỉnh rồi, nhưng mà bù vào đó là P/E nó được giảm xuống. Đấy thì nó dù sao thì nó cũng đỡ xấu hơn so với cả cổ tức bằng cổ phiếu. P/E giảm xuống nghĩa là cái cổ phiếu ấy nó ngon hơn, nó rẻ hơn. Và cái lượng tiền này quý vị phải hiểu đúng bản chất ấy, thì cổ tức bằng cổ phiếu ấy nó chỉ là một cái hành động mà tăng cái vốn điều lệ lên thôi. Nó chỉ là di chuyển từ cái lợi nhuận chưa phân phối sang cái vốn điều lệ, làm cho vốn điều lệ công ty tăng lên, số lượng cổ phiếu tăng lên mà. Nhưng cái cổ tức bằng tiền ấy, thì không. Lợi nhuận chưa phân phối được đưa ra cho các cổ đông, được chia cho các cổ đông. Cho nên cái cổ tức bằng tiền là giá trị. Thứ hai đó là cái kỳ vọng về lợi nhuận. Quý 1 chúng ta sẽ cùng xem kiểm chứng nhá, mình sẽ để nguyên cái dòng chat ở đây. Quý vị hãy cùng kiểm chứng xem thông tin này có đúng hay không. Đây là những kỳ vọng của mình. Và tất cả các điểm mua bắt đáy sắp tới Hà sẽ cập nhật với anh em, nếu như anh em cùng chung chí hướng và thích thỉnh thoảng gọi là bắt giao rơi cũng như chọn được kể cả những cái điểm mua mang tính an toàn về sau, thì anh em có thể liên hệ số điện thoại Zalo ở bên dưới video. Anh em nếu như theo dõi trong livestream của Hà nhiều thì mọi người cũng biết rằng cái xác suất mà gọi là đưa ra những cái nhận định chính xác của mình là khá cao. Vâng, đúng nhiều quá thì cũng sẽ có những lúc sai, nhưng mà tuy nhiên thì Hà tự tin vào cái việc đúng của mình nhiều hơn sai. Chiến Ngô bảo IDC dưới 50 à? Vâng, các người anh em đang hy vọng là có thể xuống dưới 50, chúng ta cùng kỳ vọng. Chúng ta cùng xem là cuối cùng IDC có xuống dưới 50 hay không nhé. Nhưng mà hôm nay mình thấy IDC có một màn trình diễn như ngày hôm nay là mình cảm thấy hài lòng.
mình thấy nó thể hiện được độ khỏe rồi. Và rất nhiều các anh em đang chơi IDC, Giang Hoàng Văn bảo IDC về vùng 48 đến 50 mình vào ngắn hạn được. Rất nhiều người anh em đã cảm thấy hàm mua như thế là hơi cao. À, không phải, các anh em đang nghĩ rằng IDC hàm mua như thế là rất cao. Vâng, anh em hãy cùng thử xem nhé. Đấy, bác Tranh Tử thì bảo IDC sợ còn đạt về nền 50. Và rất nhiều các anh em đang cho rằng là IDC sẽ đạt về 50. Mình thấy nó khỏe rồi, mình mua luôn. Với cả một cái câu chuyện khác ấy, đó là IDC, anh em nhìn này. Đây là một trong số những cổ phiếu hiếm hoi đi ngược lại so với cả thị trường khi thị trường đã bị bán dòng, tây bán dòng. Nhưng con này nó còn tây mua dòng, vì vậy cho nên bọn mình hôm nay mình bắt giao rơi về IDC. Vì con này nó có những cái điều nó rất đặc biệt, nó cứ cảm giác nó cứ đi ngược ngược cái thị trường. Nó đang cố chống lại cái áp lực bán của thị trường chung. Nó đang đi ngược gió. Và khi nào gió thuận thì nó không bị đi ngược nữa, mà nó sẽ có gió ủn mông, nó chạy mạnh hơn. Mà Hàm kỳ vọng rằng là với những một số những cái dấu hiệu vừa phân tích thị trường vừa nãy của anh em đã nói với anh em ấy, thì có khả năng xảy ra nhịp hồi của thị trường trong thời gian sắp tới, có khả năng. Ngô Quang Tuyển có nói rằng hay là dấu hiệu của kênh bảng quá nhiều. Mình chỉ canh tin tức và tình hình rất nhiều thôi, chứ mình không phải là nhìn bảng quá nhiều. Anh em thấy mình mua bán nhiều đâu. Hồi trước gồng lãi suốt còn gì nữa. Và khi mà thấy có dấu hiệu xấu thì liên tục hô anh em hạ tỷ trọng và hạ tỷ trọng thế thôi. Hôm nay nhìn thỉnh thoảng liếc qua IDC, anh em phải thỉnh thoảng liếc bảng giá chứ, chứ không liếc thì sẽ không cập nhật được. Và không sao, anh em cứ nói những cái thông tin về trái chiều mình cũng quen rồi. Những cái lúc thị trường giảm như này mình sẽ đón nhận nhiều những thông tin trái chiều từ các khách hàng, những nhà đầu tư hơn. Cái này thì cũng sẽ đúng bản chất hơn, bởi vì trước đây chúng ta thấy rằng là chúng ta như kiểu cùng phe quá, nhìn trông kiểu đa cấp quá. Nhưng bây giờ chúng ta đã thấy là có những cái quan điểm trái chiều về. Với nhiều anh em bảo IDC xuống 50, mình thì quan điểm trái chiều là mình kỳ vọng hiện tại nó là những cái vùng đã có thể canh mua được rồi. Thành Vi Kinh tế Đầu tư nói rằng là GMD vẫn khỏe re. Và GMD phải công nhận là cũng khá khỏe với cái biên tăng ngày hôm nay. Người anh em có kết quả kinh doanh của GMD chưa? Có thể cung cấp không? Và với GMD hay nhóm Logistics nói chung ấy, thì chúng ta hãy xem câu chuyện về BDI. BDI nó hồi phục. Đấy, nhiều lần mình nói rồi. Nó cứ tăng hai phát là thế nào nó còn tăng tiếp. Bọn này nó toàn tăng theo kiểu chuỗi, tăng giảm theo một chuỗi. Ví dụ tăng hai phát thì nó còn tăng tiếp một tràng, giảm hai phát nó còn giảm một tràng. Đấy, nó toàn kiểu lên một đợt luôn và xuống thì nó một đợt luôn, kể ra đánh như thế nhẹ đầu. Thị trường chứng khoán Việt Nam mà được như thế thì hay, không giật lên giật xuống thì tuyệt vời. Đây là nó rất đều đặn anh em ạ, lên thì lên, xuống thì xuống, rất đều, không giật, không co giật. Vâng, và như vậy với BDI mà nó lên đều như thế thì GMD nó phục hồi cũng là ổn đấy. Hãy thử xem Hải An thì bị yếu rồi, VSC yếu rồi, có vẻ như còn mỗi GMD có thể có kết quả kinh doanh gì đó ở GMD. Dã man nhỉ, thảo nào khỏe thế. Ngô Quang Tuyền có cung cấp với anh em SSC có kết quả kinh doanh gấp 6 lần cùng kỳ. Đấy, anh em thấy những cổ phiếu mà mình từng tư vấn anh em toàn hàng tuyển không ạ? Những cái gì mình nói với anh em về cái kỳ vọng về FA nó đang dần trở thành hiện thực. Nhóm bất động sản khu công nghiệp lợi nhuận nó rất khỏe. Và giá cho thuê thì ngày càng tăng. FDI thì đang đổ vào Việt Nam. Và những cái lúc mà thị trường giảm như này chắc hẳn là FA quý vị quên hết đúng không ạ? Nhưng mà những cái nhóm cổ phiếu này cực kỳ khỏe. Và cái lúc khi nào mà thị trường nó ổn lại, cái bọn này sẽ hiện nguyên hình là những cái nhóm cổ phiếu rất điên. Bên cạnh đó thì mình cho rằng Sơn Hà Stock ấy sẽ có khả năng sắp tới ra những báo cáo kết quả kinh doanh sẽ tốt. Đây là những kỳ vọng của nhóm mình. À, mình cũng có thể sẽ canh những cái điểm mua với Sơn Hà Stock để bổ sung. Có thể mình sẽ làm một số các ngoại lệ mua trung bình giá xuống với Sơn Hà Stock. Thật ra mình không không đơn giản và dễ đoán đâu anh em ạ. Mình có những cái sự cơ động. Có lúc thì mình sẽ cầm dài, gồng lãi, nhưng có lúc thì mình sẽ lướt. Có lúc thì không mua trung bình giá xuống, nhưng có lúc mình sẽ mua trung bình giá xuống.
cái này nó phải dựa vào cả cái sự phân tích về F3 nữa. Còn nếu không mà quý vị thấy mình đơn giản thành một cái kỷ luật ấy, thì thà mình làm một con bot cho xong, nhưng mà máy móc không bao giờ thay thế được người tư vấn, bởi vì bọn mình có những cái sự phân tích nó có tính đa dạng, máy móc không bao giờ đa dạng như thế đâu. Vâng, Thành Trấn Văn bảo Sơn Hà stop cầm tiếp được không anh ơi? Mình vẫn cầm nhé, tùy các người anh em. Trần Tiến Dũng bảo mất sạch, chính thức rút ống oxy, bỏ chứng khoán rồi hả bác? Hà vẫn ở lại nhá. Quan trọng là khi nào các bạn thấy mà cái máy cung cấp oxy mà gặp vấn đề ấy, ví dụ như kiểu thị trường mà nó có những cái biến ấy, thì quý vị phải bảo y tá thay một cái máy khác luôn. Có nghĩa là quý vị sẽ phải có một cái trường hợp, một cái kế hoạch B. Các bạn phải ứng xử, phải làm sao tồn tại được. Quan trọng trên thị trường chứng khoán là anh em nên tồn tại được. Bạn Hưng bảo em vác hàng IDC bán 54.5 buồn thế. Người anh em này đang nói rằng là vác ra bán 54.5 à? Không sao, bây giờ vẫn là 54.5, người anh em vẫn còn hoàn toàn có thể, nếu như mà máu thì có thể canh mua lại một chút. Nhưng mà mình xin lưu ý lại nhé, cái hành động này của bọn mình là hành động rủi ro, cho nên bọn mình chỉ mua 10% tài khoản thôi. Tạm lỗ hai like cho nên chắc cả anh em cười hả hê, nhưng mà nó mới chỉ có hai like thôi, nhưng mà nó thể hiện được một cái màn trình diễn rất là tốt khi mà giữ được tham chiếu trong ngày hôm nay. Thật ra mình trải qua rất nhiều những cái biến cố của thị trường thì mình quan trọng là cái việc quản trị rủi ro. Hiện tại vẫn đang quản trị rủi ro rất là mạnh. Đợt vừa rồi là bọn mình đã hạ tỷ trọng ở những cái nhịp hồi của thị trường, hạ tỷ trọng mạnh luôn. Vâng, hiện tại đang có 490 anh em đang theo dõi video. Nam Nguyễn có hỏi về VEX. Vâng, chúng ta thấy rằng là đang có những cái thông tin về chuyện VEX có lợi nhuận tăng trưởng cũng bằng lần so với cùng kỳ. Đây cũng là một cái công ty có tự doanh anh em ạ. Đấy, cho nên nó tăng trưởng hình như là 14 đến 15 lần so với cùng kỳ. Anh em thử check lại tin xem đúng không. Nhưng mà bởi vì cái nền cùng kỳ của nó đang rất là thấp. Đây này, bởi vì cái quý 1 nó bị có mỗi 10,4 tỷ thôi. Cho nên cái nền nó đang rất là thấp. Nhưng mà quý 4 nó là 191 nhá. Mà mình nghe nói là cái quý 1 này hình như là 200 linh mấy tỷ đúng không anh em? Anh em nào cổ đông của VX thử xác nhận lại. Nếu như nhớ không nhầm thì cái quý 1 này là VX được khoảng hơn 200 tỷ. Nó chỉ nhỉnh hơn hay là gọi là sắp xỉ một tí so với cả cái quý 4 năm 2023 thôi. Đấy, thì không phải là anh em cứ thấy tăng trưởng bằng lần so với cả cùng kỳ là anh em đánh giá là hay đâu nhá. Mà anh em phải so với cả cái quý trước nữa, trừ một số các cổ phiếu mà tính mùa vụ, ví dụ như là nông sản, thủy sản. Vâng, chúng ta hãy cùng xem lại một chút ở bên EZC. Có một người anh em còn nói rằng là lợi nhuận tăng trưởng gấp 6 lần so với cả cùng kỳ. Chúng ta cùng xem là nền trước đấy. Vâng, quý 1 là EZC là 11,8 tỷ. Quý 4 là 56 tỷ. Thế thì chứng tỏ rằng là đây có đúng là một cái nền rất là thấp. Cái quý 1 này này. Quý 1 này nền rất là thấp, 11,8 tỷ. Sau quý 2 là 96 rồi này. Thế thì cái tăng trưởng của quý 1 là hoàn toàn dễ giải thích thôi, bởi vì chẳng qua là cùng kỳ nó nền thấp. Đúng rồi, Thiện Nhân có nói khá đúng đấy, đó là 203 tỏi. Cái lợi nhuận ấy là 203 tỏi. Và nhìn chung là với cái mức lợi nhuận như thế thì ở mức khá của VEX, nhưng mà nó chỉ nhích nhẹ so với cả cái quý trước thôi. Bạn NVD bảo VX còn game phát hành mà nhỉ? Chia 1-1.
Thật ra thì mình thấy thả đánh Sơn Hà Stock còn hơn VEX. Mình cho rằng tự doanh quý này của Sơn Hà Stock đánh hay hơn VEX. Anh em hãy cùng chờ kết quả kinh doanh. Đấy, Nam Nguyễn cũng đã xác nhận 203. Anh em thông cảm bởi vì mình phải bao quát rất nhiều các mã khác nhau. Đấy, cho nên mình cũng đã đoán là trên 200 tỷ đấy. Thì mình muốn gọi là sự xác nhận thêm của anh em cổ đông nữa cho chính xác thôi. Nhồi vào đầu nhiều quá anh em ạ. Thỉnh thoảng kiểu sợ bị quên, bị lẫn, hỏi lại anh em thôi. Quang Nguyễn bảo là hôm qua mới bán IDC 54.5, hôm nay Hà hô mua. Thế là vợ chửi, người anh em hy vọng rằng là vợ chồng có thể làm lành với nhau. Không sao, vẫn vẫn có cách để làm lành lại được mà. Thật ra cái giá bây giờ hiện tại vẫn là 54.5 mà. Thì nếu như là muốn vợ đỡ dỗi thì các bạn có thể canh, có khi mua được cả giá tốt hơn mình. Nhưng mà nhìn chung là anh em thấy đấy, cái nhóm bất động sản khu công nghiệp ấy, nó khỏe hơn rất nhiều so với các nhóm ngành khác. Nó cũng có giảm đấy nhưng mà nó còn giảm đỡ hơn rất nhiều mấy cái con đầu cơ, nó giảm dã man luôn. Hay kể cả bên bất động sản anh em ạ, bất động sản nhìn cắm xuống như này dã man tàn bạo. Hôm nay giảm 4%, hôm qua thì 4%, 7%, 15% 3 phiên. Bạn Phạm Minh Quang bảo cầm DIG full margin kinh quá. Có về bờ để cắt không? Bạn nên có sự hành động quản trị rủi ro ngay nhé. Đến những cái lúc này các bạn đang làm khó người tư vấn khi mà đã bị giảm quá sâu, lờ mờ bán xong rồi đúng đáy. Theo kỷ luật là các bạn nên canh bán. Bạn là Shi Minh có bảo KBC em đang âm 11%, có nên cắt không anh? Nhóm bất động sản khu công nghiệp ấy thì nhiều lần mình đã nói rồi, các bạn đánh IDC nhưng không bao giờ đánh KBC, nhiều lần lắm rồi. Và tới cái thời điểm hiện tại là đang rất khó người tư vấn khi mà nó đã đâm xuyên qua cả cái vùng hỗ trợ này. Theo mình là nếu như có nhịp hồi bạn nên canh hạ tỷ trọng, cũng như là có thể canh cơ cấu sang cổ phiếu khác nó khỏe hơn. Và hãy theo rất là sát tình hình về tỷ giá cũng như những cái thông tin khác. Chúng ta cùng xem thêm về cái thằng DXY ấy. DI hiện tại vẫn đang ngóc đầu đi lên rất dã man thưa quý vị. Và tất cả những cái thông tin cực kỳ quan trọng thì Hà sẽ cập nhật với anh em ở trên trang Facebook cũng như là trên nhóm Zalo. Nếu như anh em muốn đồng hành cùng Hà trong cái đợt bắt đáy sắp tới hoặc là kể cả chờ những cái điểm mua bắt đáy an toàn, anh em có thể liên hệ số điện thoại Zalo ở bên dưới video để đồng hành cùng Hà. Tất cả những cái điểm mua của Hà sẽ được hội tụ của cả cơ bản và kỹ thuật. Hẹn gặp lại anh em ở trong những livestream tiếp theo. Chúc anh em có một ngày nghỉ và ngày mai vui vẻ. Tất cả các câu hỏi anh em chưa được trả lời, anh em có thể bình luận bên dưới video sau khi video kết thúc. Và anh em hoàn toàn có thể đưa ra những cái nhận định, khen chê, mọi thứ. Hàng rất mong nhận được để được có thể cải thiện cái chất lượng dịch vụ cung cấp cho quý vị. Xin chào.